Vào lúc đó, việc cha tôi cam đoan rằng mọi chuyện sẽ ổn cũng đã đủ để giúp cho tôi an lòng. Bằng giọng nói và cử chỉ đầy ân cần, ông đã thuyết phục tôi rằng ông tin chúng tôi sẽ tìm ra một con đường cho bản thân tôi. Đứa con trai nào cũng muốn tin ở cha mẹ mình. Và đêm hôm đó, ông đã mang đến cho tôi điều gì đó để hy vọng. Đối với một đứa trẻ, không có sự bảo đảm nào giống như lời bảo đảm của một người cha. Cha tôi rất hào phóng trong những việc như thế và rất giỏi để hiện tình yêu và sự ủng hộ. Cha động viên với tất cả mọi người trong gia đình. Tôi vẫn không hình dung ra làm thế nào mà mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp được. Nhưng bởi vì cha tôi đã nói rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp nên tôi tin. Sau cuộc nói chuyện của hai cha con, tôi ngủ một giấc thật ngon. Thỉnh thoảng, tôi vẫn phải đương đầu với những ngày đêm tồi tệ. Nhưng tôi tin tưởng ở cha mẹ mình. Bà tiếp tục nuôi hy vọng trong một thời gian dài, trước khi tôi thực sự có thể là hình dung được. Cuộc sống tương lai của mình sẽ như thế nào? Thậm chí cho đến bây giờ, giống như bất cứ người nào khác, tôi vẫn có những lúc buồn. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ đến việc tự vẫn nữa. Khi tôi nhìn lại thời điểm đó là ngẫm nghĩ về cuộc sống của mình từ bấy đến nay, tôi chỉ có thể cảm ơn Chúa vì đã cứu tôi thoát khỏi tuyệt vọng. Hãy hy vọng qua các buổi diễn thuyết ở 24 quốc gia, qua những DVD và những hình ảnh thu hút hàng triệu lượt người xem trên YouTube, tôi đã có được cái diễm phúc mang thông điệp hy vọng đến với tất cả mọi người trên thế giới. Bạn tự nghĩ mà xem, tôi sẽ bỏ lỡ mất bao nhiêu niềm tin, niềm vui nếu như tôi tự kết thúc đời mình. Ở tuổi lên 10, tôi sẽ không có cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ và chia sẻ câu chuyện đời của mình với hơn 120.000 người ở Ấn Độ, 18.000 người tại ở sân vận động ở Colombia và 9.000 người sau một trận bão lớn ở Ukraine. Qua thời gian, tôi hiểu được rằng mặc dù tôi đã ruồng bỏ cuộc sống của mình vào cái ngày đen tối đó, Chúa đã tiếp nhận nó. Người đã nhận lấy cuộc sống của tôi và mang đến cho nó ý nghĩa, mục đích, niềm vui. Trên mức là một đứa bé 10 tuổi có thể hiểu được. Bạn đừng bao giờ phạm phải cái sai lầm như tôi đã xích phạm phải bạn nhé.
Vào năm 1993, nếu tôi cứ tiếp tục để mặt mình chìm dưới nước sáu phân, thì có thể tôi đã chấm dứt được nỗi đau khổ trước mắt. Nhưng cái giá phải trả cho việc đó là gì? Khi ấy tôi, một đứa trẻ đang ở trong tâm trạng thất vọng, có lẽ không thể biết trước được là hình ảnh của chính nó trong tương lai. Hình ảnh của một chàng trai thanh niên vui vẻ đang bơi với những chú rùa biển ở Hawaii, lướt sóng ở California hoặc lặn dưới biển của Caribbean. Quan trọng hơn, đứa trẻ đó cũng chẳng thể biết trước được rằng về sau nó lại có thể đến để sẻ chia niềm vui và hy vọng với những nhiều đời như thế. Tôi chỉ là một ví dụ nhỏ. Bạn hãy chọn cho mình một anh hùng của đời thực để noi theo. Đó là mẹ Teresa, người anh hùng giải phóng dân tộc ở Mahama, hay là mục sư Martin. Bạn sẽ tìm được một người nào đó phải đương đầu với nghịch cảnh. Nghịch cảnh của tù đày, bạo lực, thậm chí là cái chết đe dọa. Nhưng luôn giữ niềm tin sắt son rằng mơ ước của họ có thể chiến thắng tất thảy. Khi ý nghĩ tiêu cực và tâm trạng chán nản tấn công bạn, hãy nhớ rằng bạn vẫn có sự lựa chọn của mình nếu bạn cần giúp đỡ. Thì hãy tìm kiếm sự giúp đỡ bạn không thể đơn độc. Bạn có thể chọn lựa mơ ước về những ngày tốt đẹp hơn, và phía trước là lựa chọn thực hiện những hành động sẽ biến mơ ước ấy thành hiện thực. Bạn thử nghĩ về những gì tôi đã phải đối mặt khi còn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ, và hãy thử nhìn cuộc sống của tôi bây giờ. Ai biết được những ngày tốt đẹp và những thành công tuyệt vời nào đang đợi bạn ở phía trước? Ai biết được có bao nhiêu mảnh đời, bao nhiêu số phận mà chúng ta có thể giúp làm cho trở nên tốt đẹp hơn? Bằng cách tìm đến với họ như một điều kỳ diệu của cuộc sống. Vậy nên hãy sánh bước cùng tôi. Người đàn ông không có chân, không có tay để đi đến một tương lai càng đầy hy vọng. Có niềm tin, có tất cả. Chỉ sau khi Cathy quyết định tin vào những gì không thể nhìn thấy, không thể hiểu được, cô mới tìm được sức mạnh và niềm hy vọng. Niềm tin tồn tại như thế đấy bạn ạ.
bạn sẽ gặp phải thách thức mà ban đầu bạn tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. Trong khi chúng ta chờ đợi một giải phóng, niềm tin có thể là tất cả những gì chúng ta có thể dựa vào. Và đôi khi chỉ cần tin rằng mình sẽ có được câu trả lời cũng đủ để giúp bạn vượt qua những thời điểm tăm tối nhất. Đó là lý do tại sao tôi nói với bạn về niềm tin, về việc duy trì niềm tin trong tim. Có thể tôi không có khả năng để đưa ra bằng chứng. Cho tất cả những điều tôi tin và tồn tại hoặc sẽ xảy ra trong đời này. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, tôi hoàn toàn tin rằng sống có niềm tin đưa chúng ta đến gần chân lý hơn là sống trong thất vọng. Khi tôi nói chuyện hàng nghìn học sinh mỗi năm, tôi thường khám phá ra ý nghĩa của việc tin rằng những gì chúng ta không thể nhìn thấy. Đôi khi thoạt đầu các em nhỏ hơi sợ tôi. Tôi không biết tại sao lại như vậy. Bởi vì tôi chỉ cao bằng các em thôi. Tôi nói với các em rằng tôi trẻ hơn nhiều so với tuổi của mình. Ở đây tác giả sử dụng một cách chơi chữ không thể dịch: đức tin và niềm tin. Cũng có thể là các chữ cái viết tắt của cụm từ. Trái tim đầy quả quyết, tràn đầy niềm tin là nhan đề của chương này. Tôi nói đùa cho đến khi các em cảm thấy thoải mái, gần gũi với tôi nhiều hơn. Khi các em đã quen với khuyết tật của tôi nhận ra rằng hầu hết các em đều thích thú với cái bàn chân nhỏ xíu của tôi. Tôi thấy các em chỉ bàn chân tôi hoặc là tròn mắt nhìn trong ngạc nhiên. Vậy nên tôi vẫy vẫy bàn chân ấy về phía của các em và nói đùa: cái đùi gà nhỏ xíu của anh đấy. Câu nói hài hước ấy của tôi luôn khiến cho các em cười rộ lên, bởi vì cách miêu tả đó là khá chính xác. Tôi không có tay, cũng không có chân, nhưng nít đã chạm vào trái tim của hàng triệu người. Michele là đứa em gái kém hơn tôi 6 tuổi, là người đầu tiên đưa ra bình luận đó về bàn chân của tôi. Ba anh em tôi thường cùng cha mẹ thực hiện những chuyến đi dài. Trong đó anh em tôi được xếp ngồi ở băng ghế ở sau, giống như hầu hết những người cha khác. Cha tôi đã lái xe ra đường và không thích dừng lại. Khi đói, chúng tôi nhao nhao đưa ra những gợi ý cho cha mẹ. Khi anh em tôi sắp đói lả, chúng tôi phát cáo và giả vờ ăn thịt nhau. Trong một chuyến đi,
Michele tuyên bố rằng nó có ý gặm bằng chân trái nhỏ xíu của tôi bởi vì trông nó giống như một cái đùi gà. Chúng tôi cười ré lên, nhưng rồi tôi quên cái cách miêu tả ấy của cô em gái. Thế rồi, vài năm trước, Michele mang về nhà một chú chó con. Hễ tôi ngồi xuống là y như bằng con chó, nó lại chực ngậm bằng chân của tôi. Tôi hãy nó ra xa, nhưng nó cứ sắn tới, chực gặm bằng chân của tôi. Thấy chưa? Với con chó của em thì bàn chân đó giống y như một cái đùi gà, Michele nói. Tôi thích cái cách miêu tả hài hước đó. Từ đó trở đi, tôi đã kể câu chuyện về bàn chân trái của tôi trong các buổi diễn thuyết trước học sinh. Khi chìa bàn chân trái ra, tôi hỏi rằng các em có nghĩ tôi chỉ có một bàn chân hay không? Câu hỏi này luôn khiến cho các em bối rối bởi vì các em chỉ nhìn thấy một bàn chân thôi. Nhưng tôi nói thế cứ như thế, tôi có hai bàn chân vậy. Hầu hết các em nhỏ đều tin những gì mình có thể tận mắt nhìn thấy. Chúng thường nói với tôi rằng chúng nghĩ tôi chỉ có một bàn chân thôi. Sau đó tôi cho các em Sumi, cái mẫu bàn chân phải vốn nhỏ hơn bàn chân trái nhiều và là bộ phận của tôi thường che đi trong ống quần. Đôi khi tôi làm chết các em bị sốc bằng cách là chìa mẫu bàn chân phải của mình ra vẫy vẫy. Các em thường ríu hoặc là kêu ré lên. Cảnh đó vui lắm bởi vì trẻ em luôn bộc lộ cảm xúc thật. Các em thừa nhận rằng phải tận mắt nhìn thấy bàn chân phải của tôi, các em mới tin là tôi có hai bàn chân. Tôi khuyến khích các em, cũng như bây giờ tôi đang khuyến khích bạn, tin rằng có nhiều khả năng dành cho cuộc sống của bạn, trong đó có những khả năng kỳ diệu. Chìa khóa để tiến lên phía trước. Thậm chí trong những lúc khó khăn nhất là hãy để tầm nhìn và cuộc sống tương lai của bạn mở ra. Không phải từ những gì bạn có thể nhìn thấy mà từ những gì bạn có thể tưởng tượng ra. Như thế gọi là có niềm tin trên chiến bay. Chúa nhìn thấy cái viễn cảnh mà tôi tưởng tượng ra. Tôi tin ở người. Trong sâu thẳm tim mình, tôi tin rằng cho dù không có tay, không có chân, tôi vẫn có thể xây dựng một cuộc sống tuyệt vời cho chính mình và giúp ích cho người khác. Cũng theo cách đó, bạn nên cảm thấy rằng không có gì nằm ngoài tầm của bạn. Hãy tin nếu làm tất cả những gì có thể để thực hiện những ước mơ của mình. Cuối cùng, những nỗ lực của bạn sẽ được đền bù xứng đáng. Đôi khi, niềm tin của chúng ta bị thử thách trước khi sự nỗ lực của chúng ta đem lại kết quả. Tôi đã được nhắc nhở về điều này.
vào năm 2009 trong chuyến đi diễn thuyết ở Colombia thuộc vùng Nam Mỹ. Trong 10 ngày, tôi được mời diễn thuyết ở 9 thành phố. Vì phải vượt qua nhiều dặm đường trong một khoảng thời gian eo hẹp nên người điều phối thuê cho chiếc máy bay nhỏ để đưa chúng tôi đến các thành phố có 8 người trên máy bay, gồm 2 phi công, cả hai đều tên là Bijou và đều không nói thạo tiếng Anh. Trong một chuyến bay, tất cả mọi người đều giật mình khi nghe thấy máy tính của máy bay đưa ra một cách báo động như sau: hạ cánh, hạ cánh, cảnh báo. Đó được đưa ra bằng tiếng Anh. Lời cảnh báo từ máy bay tính lập tức là khiến cho máy bay hạ thấp độ, hạ thấp độ cao một cách khẩn cấp 600 và downbot 400. Các thông báo chốc chốc lại được đưa ra cùng với những chỉ lệnh liên tiếp dành cho phi công: hạ cánh, hạ cánh. Không một ai để lộ sự hoảng loạn, nhưng bầu không khí trên máy bay không thể nói là không căng thẳng. Tôi hỏi người trợ lý rằng liệu anh có nghĩ chúng tôi cần phải dịch những quảng cáo bằng tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha cho phi công Migo biết hay không? Một là Migo, hai nghe hay không? Cậu nghĩ họ không biết là chúng ta không xuống thấp mà? Người trợ lý của tôi hỏi lại. Tôi không biết phải nghĩ gì, nhưng bởi vì không một ai có cảm thấy là có vấn đề, tôi đành tuân theo sự dẫn dắt của họ và cố gắng không để mất bình tĩnh. Thật may, chúng tôi mau chóng hạ cánh an toàn. Sau đó, khi một trong những phiên dịch viên của chúng tôi nhắc tới những phút đáng sợ ở trên máy bay với hai phi công, họ cười phá lên. Chúng tôi biết máy tính nói gì mà, nhưng chúng tôi luôn lờ nó đi khi nghe máy bay hạ cánh. Bijou niềm tin của mình dành cho hai phi công đó, nhưng nhìn chung tôi luôn tin rằng Chúa đang theo dõi chúng tôi và cuộc sống của tôi. Tôi sẽ đưa ra một bằng chứng về sức mạnh của niềm tin trong tôi. Tôi có một đôi giày ở trong tủ. Tôi thực sự tin rằng có khả năng một ngày nào đó tôi sẽ đi đôi giày này. Điều ấy có thể xảy ra. Cũng có thể nó chẳng bao giờ xảy ra. Nhưng tôi tin vào khả năng thứ nhất hơn. Nếu bạn có thể tưởng tượng
ra một tương lai tốt đẹp hơn. Thì bạn có thể tin tương lai đó sẽ thực hiện. Và nếu bạn tin vào điều đó thì bạn có thể đạt được nó. Tầm nhìn không giới hạn. Khi đối mặt với thời kỳ trầm cảm hồi 10 tuổi, tôi không phải chịu đựng sự đau đớn về thể xác nào. Không có tay, không có chân, nhưng tôi có tất cả những gì cần thiết để sống cuộc sống đầy mãn nguyện và hữu ích mà tôi có ngày nay. Ngoại trừ một thứ, hồi đó tôi chỉ tin vào những gì mình có thể nhìn thấy. Tôi chú ý đến những giới hạn của mình hơn là các khả năng mà tương lai sẽ mang đến cho tôi trong cuộc sống. Tất cả chúng ta đều có những giới hạn. Tôi chưa bao giờ là một ngôi sao của liên đoàn bóng rổ NBA. Nhưng chẳng hề gì, bởi vì tôi có thể khích lệ những người khác trở thành ngôi sao trong cuộc sống của chính họ. Bạn đừng bao giờ nên sống với ý thức thường trực về khiếm khuyết của mình. Thay vì thế, hãy sống như thể bạn có khả năng làm được bất cứ điều gì bạn mơ ước. Ngay cả khi bạn phải chịu đựng thất bại hoặc một bi kịch, trong những hoàn cảnh đó vẫn có thể chứa những lợi ích bất ngờ. Lợi ích đó có thể không xuất hiện ngay, có thể bạn đã nhiều lần tự hỏi trong hoàn cảnh này thì có điều gì tốt đẹp sẽ đến nhỉ. Nhưng bạn hãy tin rằng tất cả mọi điều xảy ra vì một thứ mục đích là tốt đẹp. Ngay cả thất bại cũng có thể tiến thành là chiến thắng. Tiếp tục lướt sóng. Năm 2008, trong một chuyến đi diễn thuyết ở Hawaii, tôi đã gặp vận động viên lướt sóng đẳng cấp thế giới của Bethany Hamilton. Bạn biết không, cô gái ấy bị mất một cánh tay trái do cá mập tấn công vào năm 2003, trong khi đang lướt sóng tại một vùng biển ở Hawaii. Tai nạn xảy ra khi cô mới 13 tuổi, trước khi bị cá mập tấn công. Bethany là một vận động viên lướt sóng nổi tiếng. Nhưng sau khi thoát chết trong vụ tấn công đó và kiên cường quay trở lại với môn thể thao mà cô yêu thích, gợi ca và tạ ơn Chúa đã che chở cho mình, cô trở nên nổi tiếng thế giới. Nhờ tinh thần dũng cảm và niềm tin phi thường, giờ đây giống như tôi, cô đi khắp thế giới khích lệ mọi người vượt lên nghịch cảnh và chia sẻ niềm tin của cô với họ. Bethany tâm sự rằng mục đích của cô là nói với mọi người về niềm tin của tôi đối với Chúa, để mọi người biết rằng người luôn yêu thương họ, và để giải thích cho mọi người biết ngày hôm đó Chúa đã quan tâm, che chở cho tôi như thế nào bị cá mập tấn công. Tôi đã mất 70% lượng máu trong cơ thể. Nếu ngày hôm đó Chúa không che chở thì tôi đã không có mặt ở đây ngày hôm nay. Trước khi gặp là Bethany,
Tôi chưa biết tường tận về tai nạn đó. Và tôi không hiểu được cô gái trẻ ấy đã cận kề cái chết như thế nào. Cô nói cho tôi biết, cô đã không ngừng cầu nguyện cho người ta đưa cô tới một bệnh viện cách bờ biển 45 phút. Đi xe hơi và người phụ nữ, công việc y tế đã thì thầm vào tai của cô. Những lời động viên như sau: Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi hoặc từ bỏ em đâu. Tình hình lúc đó thật gay go khi đưa tôi tới một bệnh viện và khẩn trương chuẩn bị phẫu thuật. Người ta phát hiện ra rằng tất cả các phòng mổ của bệnh viện đều bận. Bethany liệm dần. Nhưng rồi vào phút chót, một bệnh nhân đã hủy bỏ cuộc phẫu thuật. Đầu gối sắp sửa được tiến hành. Vậy nên bác sĩ của ông ấy có phẫu thuật cho Bethany. Hãy đoán xem người hủy bỏ cuộc phẫu thuật đầu gối là ai? Đó chính là bố của Bethany. Không thể ngờ được, đúng không bạn? Tất cả mọi thứ cho một cuộc phẫu thuật đã được chuẩn bị sẵn sàng. Vậy nên họ chỉ việc đưa cô gái vào thay chỗ của người bố trên bàn mổ và tiến hành phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật đó đã cứu sống cô. Bethany vốn là một cô gái khỏe mạnh. Một vận động viên thể thao và người đó có thái độ sống tích cực đến kinh ngạc nên đã bình thường nhanh hơn các bác sĩ dự định. Chỉ 3 tuần sau khi cá mập cắn đứt một cánh tay, Bethany vẫn không từ bỏ niềm đam mê lướt sóng của mình. Bị cá mập tấn công, cô đã trở lại biển, tiếp tục sống với môn thể thao mà cô yêu thích. Trong cuộc gặp, Bethany cho biết niềm tin vào Chúa đã khiến cô đi đến kết luận rằng việc mất cánh tay là một phần trong kế hoạch của Chúa dành cho cuộc đời của cô. Thay vì cảm thấy buồn cho bản thân, cô chấp nhận điều đó và tiếp tục vươn lên. Trong cuộc thi lướt sóng với những nữ vận động viên hàng đầu thế giới, cô giành vị trí thứ 3. Với chỉ có một tay, cô nói rằng mất đi một cánh tay không phải là điều rủi mà là một sự may mắn, bởi mỗi lần cô đạt thành tích cao, sự kiện đó lại khích lệ những người khác tin rằng cuộc sống của họ không có giới hạn. Chúa đã đáp lại lời cầu nguyện của tôi, đã sử dụng tôi. Khi mọi người nghe câu chuyện của tôi, chính là khi Chúa nói với mọi người. Cô nói, nhiều người nói rằng qua câu chuyện của tôi, họ thấy mình được đến gần Chúa hơn, bắt đầu tin ở Chúa và tìm được niềm tin và hy vọng cho cuộc sống của chính họ, hoặc được động viên, khích lệ để vượt qua nghịch cảnh
Khi nghe họ nói như thế, tôi tạ ơn Chúa, bởi không phải là tôi làm được gì cho họ, mà chính Chúa là người đang giúp họ. Tôi cảm thấy rất vui bởi Chúa đã cho phép tôi trở thành một phần trong kế hoạch của người. Bạn không thể không cảm thấy vui trước tinh thần lạc quan và sự dũng cảm tuyệt vời của Bethany. Nếu sau khi bị cá mập tấn công, cô bỏ nước sống thì cũng chẳng ai trách cô được. Chỉ còn một cánh tay, phải nỗ lực học cách giữ thăng bằng. Trên ván lướt để thích nghi với hoàn cảnh mới, nhưng cô đã không quản ngại khó khăn. Cô tin rằng dù điều tồi tệ nào xảy ra, thì trong đó cái rủi vẫn có cái may. Cởi trên ngọn sóng, bạn hãy nhớ đến niềm tin của cô gái tuyệt vời này mỗi khi cuộc sống trở nên khắc nghiệt, không được như bạn mong muốn và ao ước. Sẽ có những lúc như thế đấy, con người ta ai cũng có thể bị tấn công bởi những cơn sóng dữ không thể lường trước được. Có lẽ khó có khả năng bạn sẽ bị tấn công bởi một con cá mập. Nhưng bất cứ khi nào phải đối mặt với nghịch cảnh, hãy nghĩ đến cô gái trẻ tuổi này, can đảm này. Người không chỉ sống sót trong vụ tấn công của một trong những vận động động vật ăn thịt đáng sợ, mà còn trở lại cuộc đời với lòng quyết tâm bao giờ hơn bao giờ hết, hướng tới một cuộc sống đáng khâm phục. Bethany đã truyền cảm hứng nhiều đến nỗi tôi đề nghị cô giúp thực hiện một điều mà tôi luôn muốn thử. Tôi đề nghị cô dạy tôi lướt sóng. Thật ngạc nhiên, cô đề nghị dẫn tôi đến bãi biển là Waikiki. Những người chiến thắng số phận. Tôi không được tự tin. Không được tự tin cho lắm. Khi nghĩ mình sẽ học lướt sóng ở cái nơi nổi tiếng ấy, nơi mà những ông vua và các nữ hoàng ở Hawaii lần đầu tiên cởi trên đỉnh những cơn sóng, tôi quá căng thẳng. Khi Bethany chuẩn bị một chiếc ván lướt dài, cô gái giới thiệu cho tôi với hai ngôi sao lướt ván là Tony Bonnie và Lanke Hokano, những người sẽ cùng chúng tôi lướt sóng. Như tôi đã nói, khi bạn tự hỏi liệu mình có thể đạt được những mục đích trong cuộc đời hay không, hãy tin tưởng vào những người đang sẵn lòng chìa tay ra giúp bạn. Và những ai tìm đến với bạn trong vai trò của người dẫn dắt,
Tôi đã làm đúng như thế khi tôi thực hiện mục đích này. Có lẽ tôi có được những người bạn lướt sóng nhiệt tình và giàu kinh nghiệm nhất giúp đỡ tôi. Trước hết, họ giúp tôi giữ thăng bằng trên ván, ở trên bờ. Rồi họ thay nhau giúp, hướng dẫn tôi và cổ vũ tôi khi xuống biển. Tôi bị tấn công bởi một ý nghĩ đáng sợ rằng tôi và Bethany chỉ có hai chân và một tay thôi, mà đó đều là chân tay của Bethany. Tôi thích cái ý tưởng mình là một anh chàng biết lướt ván và là một tay bơi xuất tức. Tôi không sợ nước. Như nhiều được những vận động viên lướt ván chuyên nghiệp giúp tôi, vẫn không chắc mình có thể ở trên một chiếc ván và lướt trên đỉnh những con sóng. Có lúc tôi thực hiện một cú xoay 360 độ cùng với một trong những người hướng dẫn. Có lúc tôi nhảy khỏi ván lướt của mình, nhảy sang ván lướt của Bethany trong khi chúng tôi đang lướt sóng. Rồi tôi muốn thử tự lướt ván. Tôi nóng lòng muốn thử tôi là một diễn viên nghiệp dư. Cuối cùng, mọi người cũng đồng ý để tôi tự lướt sóng một mình. Để giúp tôi tự bật người lên khi bắt được một cơn sóng, họ tạo ra một cái bệ nhỏ bằng cách buộc mấy chiếc khăn tắm sắn lại với nhau ở phía trước ván lướt để giúp tôi có thêm tự tin là thực hiện các cú lướt sau đó. Tôi đã tạo được tốc độ trên một con sóng. Tôi có thể tỳ vai vào những chiếc khăn tắm ấy và khích người lên trong tư thế thẳng đứng. Nơi nào có ý chí và có những con sóng thì nơi đó có cách để lướt sóng. Và hôm đó, Mai Kiki đã có một cuộc thi lướt sóng. Mọi người bắt đầu đổ đến xem chúng tôi biểu diễn. Mặc dù điều đó khiến cho tôi căng thẳng, tôi cũng không thiếu vì lời khuyên từ các chuyên gia lướt sóng. Cậu định thử cái trò này thật đấy à, chàng trai? Này, không có tay, không có chân, như vậy liệu có giữ được thăng bằng trên ván lướt không nhỉ? Cậu có biết bơi không? Cậu có thể bơi nhanh hơn, cá mập hơn hay không? Ngay khi xuống nước là tôi thực sự cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Tôi rất giỏi trong việc giữ cho cơ thể nổi ở trên mặt nước. Vậy nên bơi hay thả mình trong nước đối với tôi không là vấn đề. Tôi cũng thích để mình trôi trên nước. Vậy nên
tôi chẳng bao giờ biết mình sẽ kết thúc ở đâu. Tôi thường mơ mình trôi trên đại dương bề tận Australia và gạt vào sân sau ở nhà cha mẹ của tôi. Đó là một ngày tuyệt vời. Bethany ở dưới biển cùng tôi, khuyến khích tôi. Nhưng mỗi khi tôi cố bắt một con sóng là vươn thẳng người lên, là y như rằng tôi lại ngã khỏi ván. Tôi đã thử đi thử lại 6 lần. 6 lần thử là 6 lần thất bại, nhưng tôi không thể đầu hàng. Có quá nhiều người đang theo dõi tôi tập lướt sóng. Có quá nhiều ống kính, máy quay phim đang hướng vào chúng tôi. Tôi không định xuất hiện trên YouTube như một anh chàng khuyết tật. Không thể làm gì được với bộ ván là lướt sóng. Khi còn nhỏ, tôi đã dành nhiều thời gian chơi trượt ván. Vậy nên tôi đã có một tay trượt ván giỏi. Cuối cùng, trong lần thứ 7, tôi đã đón bắt được một cơn sóng lớn và có thể là đứng người lên. Đó là khoảnh khắc thích thú tuyệt vời. Tôi không ngại nói với các bạn rằng khi tôi đứng ở trên chiếc ván lướt đó gợi con sóng vào bờ, tôi đã hét lên đầy phấn khích hệt như một cậu bé học trò. Tôi cởi con sóng vào bờ trong tiếng gieo hò và huýt sáo vang dội của mọi người. Tôi hạnh phúc quá. Tôi biết rằng mình thật hạnh phúc bởi mọi người nói với tôi: "Chàng trai à, cậu là một anh chàng hạnh phúc." Trong 2 giờ tiếp theo, chúng tôi đón bắt hết con sóng này đến con sóng khác, thực hiện gần 20 chiếc lướt sóng. Có một số nhiếp ảnh gia đến chụp ảnh cuộc thi lướt sóng này, và tôi trở thành là gương mặt mới đầu tiên trong làng lướt sóng được nhắc đến trên tờ tạp chí lướt sóng. Sau ngày lướt sóng tuyệt vời của tôi, anh bạn là Lan Ke Hokano đã đưa ra những nhận xét thú vị. "Tôi đã ở trên 7 biển này cả đời," Lan Ke nói trong một cuộc phỏng vấn sau này, "và tôi chưa bao giờ chứng kiến sự kiện nào kỳ diệu như thế." Nick là một trong những người hạnh phúc nhất mà tôi từng gặp. Cậu ấy thích lướt sóng, nước biển chảy trong mạch máu của cậu ấy. Những gì được chứng kiến hôm nay khiến cho tôi nghĩ rằng trên đời này không gì là không thể. Bạn hãy luôn giữ ý nghĩ này: không gì là không thể. Khi bạn cảm thấy mình thất bại và bị lấn áp bởi một thách thức lớn, hãy tin rằng không gì là không thể. Có thể ngay lúc này bạn chưa tìm được bất cứ cách nào để vượt ra khó khăn. Có thể bạn cảm thấy rằng
cả thế giới đều quay lưng lại với bạn. Nhưng hãy tin rằng hoàn cảnh có thể thay đổi, cách giải pháp có thể xuất hiện, và sự giúp đỡ sẽ đến từ những nguồn mà bạn hoàn toàn không ngờ tới. Khi đó không gì là không thể bạn à. Nếu một gã không có tay, không có chân như tôi còn có thể học lướt sóng tại một trong những bãi biển nổi tiếng nhất thế giới, thì bạn có thể thực hiện được bất cứ điều gì và tất cả mọi điều bạn à. Niềm tin bén rễ. Một trong những câu chuyện nổi tiếng trong Kinh Thánh là chuyện người gieo hạt. Chuyện kể về một người nông dân gieo những hạt giống ra khắp vùng. Một số hạt rơi xuống đường là bị chim mổ mất. Một số hạt rơi xuống những tảng đá và chẳng thể bén rễ được. Những hạt khác rơi vào bụi cỏ, gai, không thể phát triển được. Chỉ có những hạt được gieo trên đất tốt mới có thể phát triển và làm nên mùa màng, tạo thêm nhiều hạt mới trong cuộc đời của mình. Chúng ta không chỉ nhận những hạt giống mà còn gìn giữ chúng trong mảnh đất tốt của trái tim. Khi bị thách thức làm nản lòng, chúng ta có thể tin vào những ước mơ mà cuộc sống tốt đẹp hơn của mình. Những ước mơ đó tồn tại như hạt giống dành cho những điều tốt đẹp xảy đến. Niềm tin và mảnh đất màu mỡ giúp bạn hạt giống đó phát triển thành mùa màng đấy bạn à. Người thân của tôi luôn khích lệ tôi, họ đã gieo những hạt giống trong tim của tôi. Họ cam đoan rằng tôi sở hữu khả năng. Những món quà có thể giúp ích cho người khác. Có lúc tôi tin họ, có lúc tôi không tin. Nhưng họ chưa bao giờ bỏ rơi tôi. Họ biết rằng có những lúc họ gieo hạt trên vỉa hè hoặc trong bụi cỏ. Tuy nhiên, họ vẫn tin rằng những hạt giống của họ sẽ bén rễ. Gia đình tôi đã gieo những hạt giống niềm tin trong tôi vào mỗi buổi sáng khi tôi chuẩn bị đến trường. Chúc con một ngày tốt lành. Nichola. Hãy cố gắng hết sức mình con nhé, còn lại Chúa sẽ giúp con. Có những hôm tôi nghĩ phải Chúa có khiếu hài hước, bởi vì con biết hôm nay ở sân trường thế nào con cũng sẽ bị chiêu chọc. Vào những ngày tôi chán nản, tôi chẳng đếm xỉa tới lời động viên của cha mẹ. Chẳng có gì để nuôi dưỡng chúng. Tôi cảm thấy quá cay đắng và chua xót về hoàn cảnh gia đình. Nhưng nhiều tháng, nhiều năm sau khi chuyện tồi tệ trong buồng tắm mà tôi đã kể xảy ra, càng ngày sự
động viên của cha mẹ tôi càng trở nên hữu ích. Nhờ được động viên như thế, cùng với quyết tâm và tính cách hòa nhã, dễ gần của mình, tôi đã có được sự chấp thuận và ủng hộ của các bạn cùng lớp. Thỉnh thoảng tôi vẫn có những ngày không được vui vẻ, nhưng những ngày đó càng ngày càng ít đi. Tác giả nổi tiếng của Norman Vincent và Bele từng nói: hãy trở thành một con người biết tin vào những khả năng. Cho dù cuộc sống có tăm tối đến mức nào, bạn hãy mở rộng tầm nhìn của mình để thấy được những khả năng sẽ xảy đến. Hãy luôn luôn đón đợi chúng, bởi vì chúng luôn luôn tồn tại. Có thể bạn là người theo đạo Tin Lành hoặc một người thuộc tổ chức của Rotary. Dù theo tôn giáo nào chăng nữa, bạn cũng nên luôn luôn biết tin vào các khả năng đã xảy ra trong cuộc sống. Không tin vào các khả năng sẽ xảy ra trong cuộc sống thì bạn sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ ra sao? Niềm hy vọng cho tương lai tạo động lực cho chúng ta vươn lên trong cuộc sống. Hy vọng thúc đẩy chúng ta vượt qua những khó khăn không thể tránh khỏi, giúp chúng ta chiến thắng sự thất vọng và tuyệt vọng để tiến về phía trước. Xu hướng tin vào là những khả năng sẽ xảy ra đã hình thành từ khi tôi còn bé. Lúc 6 hay là 7 tuổi gì đó, tôi viết cuốn sách đầu tiên và tự vẽ hình họa cho nó. Tựa đề của cuốn sách là Con Kỳ Lân Không Có Cánh. Nội dung ý tưởng của cuốn sách ấy không phải là một bí ẩn khó khám phá, nhưng phải nói rằng mỗi chuyện ngụ ngôn ấy được rút ra từ chính cuộc sống của tôi, vẫn thể hiện một thông điệp thú vị về niềm tin. Đừng lo, mỗi chuyện đó ngắn thôi. Khi viết mỗi chuyện đó, tôi mới 6 tuổi. Toàn bộ mỗi chuyện đó như sau: Ngày xưa có một con kỳ lân mẹ và một con kỳ lân con. Khi kỳ lân con lớn lên, nó không có cánh. Kỳ lân mẹ tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cánh của con mình thế nhỉ? Khi kỳ lân con đi dạo, nó thấy các bạn kỳ lân khác bay trên bầu trời. Thế rồi, một cậu bé bước tới chỗ của con kỳ lân và hỏi chuyện gì đã xảy ra với cánh của cậu thế kỳ lân? Kỳ lân trả lời, tôi không có cánh, cậu bé à. Cậu bé nói, tớ sẽ cố làm cho cậu bộ cánh bằng nhựa. Phải mất một thời gian, cậu bé mới làm xong một bộ cánh bằng nhựa cho con kỳ lân. Khi cậu bé đó làm xong đôi cánh, cậu hỏi con kỳ lân, liệu cậu có thể cởi lên lưng nó được hay không? Kỳ lân nói, được thôi. Vậy là cậu bé cùng kỳ lân bắt đầu chạy. Chạy sau đó, con kỳ lân
bắt đầu bay và kỳ lân kêu lên, đôi cánh hoạt động rồi, tôi có cánh rồi. Khi kỳ lân ngừng bay, cậu bé rời khỏi lưng của kỳ lân. Sau đó, kỳ lân lại bay trở lại bầu trời. Cậu bé nói với kỳ lân, chúc mừng kỳ lân. Cậu bé đi về nhà, cậu kể lại cho mẹ, em trai và hai cô em gái của cậu nghe chuyện đã xảy ra với con kỳ lân. Từ đó trở đi, kỳ lân sống hạnh phúc mãi mãi. Con người chúng ta ai cũng mong được sống hạnh phúc mãi, dù bạn tin rằng mình có thể đương đầu với những lúc khó khăn và tận hưởng những lúc vui vẻ. Thất vọng vẫn cứ xảy ra, nhưng một kết thúc có hậu sẽ luôn là mục đích của bạn. Tại sao? Lại không theo đuổi mục đích ấy bạn nhỉ? Sự kiên nhẫn được đền đáp. Những người có cùng tâm huyết với tôi ở tổ chức một cuộc sống của những người không tay không chân đã giúp tôi lên kế hoạch cho một chuyến đi vòng quanh thế giới. Vào năm 2008, với mục đích thăm và diễn thuyết tại 14 quốc gia. Trong khi lên kế hoạch, chúng tôi là lập dự toán kinh phí và tổ chức một chiến dịch huy động tài trợ để trang trải cho chuyến đi. Khi đó, tổ chức không có người giàu kinh nghiệm trong việc gây quỹ, nên kế đích chúng tôi nhằm tới là dường như khá xa vời. Chúng tôi chỉ quên được khoảng 1/3 số tiền cần có. Tuy vậy, tôi vẫn hướng về là phía trước, bắt đầu chuyến đi tới Colombia. Ở Cusani, Sabia và Samana. Khi tôi trở về nhà, các cố vấn cứ lo rằng chúng tôi không có kinh phí để thực hiện lịch trình tiếp theo của chuyến đi. Chú Ba Ta là một doanh nhân thành đạt ở California, và chú ấy giữ vị trí điều hành trong tổ chức của chúng tôi. Chú đã đưa ra quyết định hủy bỏ hai điểm đến quan trọng trong hành trình vòng quanh thế giới đã được lên kế hoạch từ trước. Tiền không phải là lý do duy nhất khiến cho chú ấy đi đến quyết định đó. Chúng ta càng ngày càng nắm được nhiều thông tin cho thấy việc đi đến Ấn Độ, đặc biệt là Mumbai và Indonesia, là nơi không an toàn. Chú nói bởi vì đằng nào chúng ta cũng thiếu kinh phí, chú nghĩ sẽ khôn ngoan hơn nếu đến thăm các nước đó vào một dịp khác. Chú là một người rất sáng suốt và thấy tôi đã không tranh luận với chú. Tôi nói với chú rằng tôi tin chú. Sau đó tôi thực hiện một buổi diễn thuyết ở Florida, một buổi diễn thuyết
cần tới 450 người tình nguyện. Để hướng dẫn đám đông, khán thính giả trong buổi diễn thuyết đó, tôi đã đem đến cho một sự khích lệ, nhưng các khán giả cũng làm tôi phấn khởi bởi lòng nhiệt tình. Trên đường về nhà ở California, tôi được khích lệ bởi sự đón nhận nồng nhiệt của Florida. Về đến nỗi tôi cảm thấy một nhu cầu không thể cưỡng nổi đối với việc tiếp tục thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới đã được lên kế hoạch và cầu nguyện để tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa. Tôi cảm thấy rằng tôi nên đi đến Ấn Độ và Indonesia. Cho dù thiếu kinh phí và dù tình hình ở các nước đó có thấy những dấu hiệu nguy hiểm, tôi tin rằng chúng tôi có thể giúp ích cho người khác. Chỉ lý do đó là đủ. Còn những chuyện khác không quan trọng. Chú Ba Ta mời tôi đến ăn tối với gia đình chú để bàn về mong muốn được tiếp tục các chuyến đi. Đã định dựa vào niềm tin chứ không phải là những khoản kinh phí. Trong bữa ăn, khi chú cháu nói chuyện, tôi cảm thấy rất phấn khích và xúc động. Tôi cảm thấy một cách rất rõ ràng rằng đó là việc tôi cần phải làm. Chú Ba Ta hiểu tôi và hiểu nỗ lực mang thông điệp có ích đến cho càng nhiều người càng tốt. Để xem Chúa đã dẫn dắt chúng ta tới đâu trong vài tuần tới. Chú nói với vẻ kiên nhẫn: khi bạn đối mặt với thách thức, tiền đầu hàng, bạn đừng trốn tránh thách thức. Hãy đánh giá tình hình, tìm kiếm giải pháp. Và hãy tin rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Và rằng tất cả mọi sự hợp lại với nhau vì một kết quả tốt đẹp. Sự kiên nhẫn là tối quan trọng. Bạn gieo hạt giống, bạn chống chọi với giông bão, bạn chờ đợi để được gặt hái. Thường thì khi gặp phải một trở ngại, bạn chớ có làm điều gì dại dột. Đừng có lấy đầu mà hút chướng ngại. Chướng ngại vật, đường đời, bạn cũng đừng quay đầu tháo chạy và cam chịu thất bại. Hãy tìm giải pháp tốt nhất trong khi tiếp tục giữ niềm tin sắt đá. Rằng mọi trở ngại sinh ra đều có mục đích cả. Khi không có tiền,
để hoàn thành chuyến đi vòng quanh thế giới như đã dự tính. Chúng tôi không nóng vội và không dùng những đồng tiền mình không có. Chúng tôi cầu nguyện. Chúng tôi tìm kiếm giải pháp. Chúng tôi tin rằng nếu cánh cửa hiện tại vẫn đóng, thì một ngày nào đó nó sẽ mở ra. Điều quan trọng cần ghi nhớ là khi không ngừng tìm kiếm, thì thế nào bạn cũng tìm ra cách để giải quyết. Có thể bạn phải điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với thực tế, nhưng chừng nào còn thở thì bạn nên nhớ rằng trong tương lai luôn tồn tại những khả năng không thể ngờ tới. Tôi phải nói với bạn điều này. Chúng tôi đã không nhận được sự câu trả lời nào cho những lời cầu nguyện. Không nghĩ ra được cách nào để có kinh phí cho hành trình tiếp theo. Nhưng một loạt sự kiện đáng kinh ngạc đã xảy đến. Vài ngày sau, tôi ăn tối với chú Ba Ta, một người đàn ông tên là Bejan Ha, người đã nghe tôi diễn thuyết ở Lariya, gọi điện tới đề nghị được tài trợ của chúng tôi một khoản tiền lớn. Sau đó, người liên lạc ở Indonesia gọi điện nói rằng họ đã thuê cho chúng tôi 2 sân vận động ở Hồng Kông. Họ hứa rằng khi đến đó chúng tôi không phải lo gì về tiền thuê địa điểm. 2 ngày sau, một tổ chức thiện nguyện ở California đề nghị tài trợ cho chúng tôi một khoản tiền lớn hơn để trang trải các chi phí khác của chuyến đi. Chỉ sau vài ngày, tiền không còn là vấn đề nữa. Vẫn có những lo lắng về an ninh ở một số điểm đến. Nhưng chúng tôi đặt lòng tin vào Chúa. Thiên ân, bạn có nhớ tôi từng nói rằng tất cả mọi điều hợp lại vì một kết quả tốt đẹp không? Do thiếu kinh phí, chúng tôi đã phải thay đổi kế hoạch đến Ấn Độ. Nhưng khi có trong tay khoản tài trợ, chúng tôi lại tập lịch trình cho chuyến đi và đã thực hiện đó sớm hơn một tuần so với dự định. Sự thay đổi trong lịch trình thực sự đã cứu mạng sống của chúng tôi. Chỉ vài ngày sau khi rời Mumbai, 3 địa điểm mà chúng tôi dừng chân đã bị khủng bố tấn công. Khách sạn là Fai Hoti ở sân bay và ga xe lửa miền nam của Mumbai nằm trong số những mục tiêu tấn công của các nhóm khủng bố. Đã có tổng cộng 180 người thiệt mạng và 300 người bị thương. Nếu thực hiện chuyến bay đi đúng kế hoạch ban đầu thì chúng tôi ở Mumbai ở đúng những địa điểm nói trên và thời gian xảy ra khủng bố, bạn có thể nói rằng với chúng tôi may mắn.
Nhưng tôi tin rằng Chúa đã có những một kế hoạch dành cho chúng tôi mà ta không thể biết được. Đó là lý do tại sao có niềm tin và tương lai và tiếp tục phấn đấu không ngừng vì mục tiêu của bạn. Khi bạn phải đương đầu với nghịch cảnh là điều cực kỳ quan trọng. Dám sống. Tôi bắt đầu chương này bằng việc nói về bàn chân trái của tôi, một bộ phận phụ bé nhỏ nhưng rất hữu ích. Qua thời gian và trải nghiệm, tôi đã hiểu ra rằng tôi rất biết ơn bàn chân trái này. Bởi vì các nhà phát minh và đang tích cực sáng chế những trang thiết bị hoạt động rất hoàn hảo dành cho nó. Những chiếc cần điều khiển và màn hình cảm ứng là những thiết bị tiện dụng nhất có thể điều khiển bằng chân mà tôi tiếp cận được. Dù không có chân, không có tay, giờ đây tôi có thể trải nghiệm cuộc sống bằng nhiều cách. Mà cha mẹ và bản thân tôi trước kia không thể nào tưởng tượng ra. Hồi đó, những khả năng có thể xảy ra trong cuộc sống của tôi dường như khá hạn hẹp. Nhưng những giới hạn đã dần bị đẩy lùi nhờ kỹ thuật hiện đại, sức mạnh của niềm tin và sự nỗ lực. Dù cuộc sống của bạn có khó khăn, nghiệt ngã, tàn nhẫn đến mức nào, bạn cũng nên kiên nhẫn. Khi tôi mới chào đời, hoàn cảnh của tôi dường như rất u ám, nhưng tôi đã cố gắng vươn tới một cuộc sống hạnh phúc với nhiều thành công và sự gặt hái. Nếu bạn nghĩ tôi là một ngoại lệ, thì hãy nghĩ đến thành công của Triti, một trong những người tôi coi là anh hùng. Sinh ra ở Yulin, Cộng hòa Rê Lan vào năm 1932. Triti là con số 10 trong một gia đình có 22 người con. Mặc dù chỉ 13 người trong số đó sống được cho đến là tuổi trưởng thành, Riti chào đời có đầy đủ chân tay, nhưng ông bị tàn tật nặng đến mức không thể là cử động, chỉ có thể thốt ra những tiếng ú ớ. Hồi đó bác sĩ không thể xác định được ông mắc chứng bệnh gì. Nhiều năm sau khi được chẩn đoán bị bệnh liệt não ở mức đặc biệt trầm trọng, vì Riti không thể phát âm rõ ràng. Trong suốt nhiều năm, các bác sĩ nghĩ rằng ông còn bị khuyết tật về thần kinh. Mẹ ông quả quyết rằng ông không có vấn đề gì về thần kinh hết, chỉ không thể giao tiếp được như người bình thường mà thôi. Bà và những thành viên khác
trong gia đình đã kiên trì dạy ông học. Rồi một ngày nọ, trong khi GT đang cố nói điều gì đó với chị gái, ông dùng bàn tay trái, bộ phận duy nhất trên cơ thể mà ông có thể điều khiển, để cầm biên phấn từ tay của chị. GT đã học viết, học vẽ bằng chính bàn chân trái đó. Gia đình ông cũng giống như gia đình của tôi, đã quyết tâm tạo cho ông một cuộc sống bình thường hết mức có thể. Vậy là họ đưa ông đi đây đi đó bằng chiếc xe đẩy cũ kỹ, bằng xe ngựa giống như tôi. Ông cũng có một tay bơi hăng hái. Thế rồi bà mẹ gặp một vị bác sĩ và người đó đã giúp đỡ để ông được nhận vào viện. Hopkins, vị bác sĩ này về sau đã thành lập cả một bệnh viện cho GT và những bệnh nhân bị liệt não khác. Vị bác sĩ đó đã đưa GT đến với văn phòng và một số nhà văn của Raylan nổi tiếng để khuyến khích GT biểu lộ thế giới tâm hồn qua thơ ca và văn chương. Cuốn sách Đầu tay của ông là một cuốn hồi ký mang tên Bàn chân trái của tôi, đã được khai triển thành một thiên tiểu thuyết bán chạy có nhan đề tiếng Anh là Tape Jay và được chuyển thể bằng một bộ phim của Danny. Người tình cờ là con trai của một trong những bạn văn chương của GT. Thủ vai chính với vai diễn này, Jay Levy, đã giành giải là Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc.